Chào các bạn, thì các bạn là thăm cái ruộng ớt sừng vàng châu Phi của nhà anh Văn. Đây là những ruộng ớt làm trong mùa mưa bão. Cơn bão số 2 vừa mới đi qua, cách đây ngày hôm qua. Thì cách đây 2 hôm là anh Văn đã trồng cái ớt sừng vàng châu Phi đây. Đó, anh xuống giống ớt sừng vàng châu Phi. Cái ruộng nhà anh Văn này hôm trước mình có quay cái clip mà về cái làm cây con đó ở bên Vĩnh Long, thì hôm nay mình sang mình quay cái clip để anh ấy đã trồng xuống cái khoảng cách mà trồng giữa cây nọ và cây kia là 40, và cái khoảng cách giữa hàng nọ và hàng kia là 80. Cái so với cái diện tích này thì ớt sừng vàng châu Phi mà làm theo cái này á, thì cái khoảng cách mà giữa cây nọ và cây kia là hơi chặt. Thường là mình phải trồng khoảng tầm 50 thì nó hiệu quả hơn. Nhưng mà đây thì khai thác trong mùa mưa, cho nên là mục tiêu chính là khai thác chủ yếu là ớt cổ 1 trước, rồi khai thác đến ớt cổ 2. Thì có những lưu ý cho các bạn là khi mà dùng ớt trong mùa mưa này, thứ nhất là nên sử dụng màng phủ, chứ nếu không sử dụng màng phủ ấy thì đất nó sẽ ẩm ướt và cái cây nó sẽ không phát triển lên được. Thứ hai nữa là khi mà sử dụng thuốc bệnh ấy, thì các bạn sử dụng mà không lạm dụng thuốc bệnh. Nhiều anh chị cứ làm ớt trong mùa mưa này là ớt sừng ấy, là sợ nhất là cứ xịt thuốc bệnh, xịt cho nhiều mà xịt cuối cùng là cái cây nó bị khằn lại và nó không phát triển lên được. Lá nó rất dày, dày boang luôn. Còn dù mùa trong mùa mưa hay là mùa nắng thì mình làm ớt sừng ấy, mình vẫn cứ để cho ớt nó phát triển tự nhiên. Và khi mình chỉ phòng ngừa thôi, chỉ xịt cái phân bón lá và cung cấp dinh dưỡng để cho nó cái biểu bì nó dày và cái bệnh nó không phát triển, nó không xâm nhập vào được. Chứ không nhất thiết là bạn phải xịt cái lidomin hay là xịt co hay là anchacol rồi zinep rồi mancozet là các bạn xịt cho nó xanh trắng lá này, mà cái cây ớt nó bị khẳng, nó không phát triển lên được đó. Thì lưu ý các bạn, còn để phòng ngừa cái hiện tượng mà thối lá thì mình sẽ làm một cái bài để giúp các bạn, chút xíu nữa mình sẽ quay thêm một cái clip về cái hiện tượng đang bị thối lá. Còn đây là cái clip này sẽ giới thiệu các bạn được biết được về cái diện tích mà ớt của anh Văn. Anh Văn làm ớt trong mùa mưa mà anh làm cái này, chỗ này là 11 công ớt sừng vàng châu Phi ở bên Vĩnh Long. Đó. Thì mình sẽ thường xuyên để sang bên này để quay cái clip cho các bạn sự phát triển của cây ớt từ khi còn mới đặt bầu 3 ngày như thế này tới lúc cây ớt được thu hoạch cổ 1 và sự phát triển của ớt trong cái mùa mưa bão như thế này. Thì các bạn thấy trời thời tiết âm u, trời mới hết bão xong thì bên này lại bắt đầu trồng ớt, thực sự là rất là bản lĩnh và phải có kỹ thuật cao thì người ta mới dám trồng ớt trong mùa nghịch như thế này. Xin cảm ơn các bạn. Này đang ngâm cứu.